quan sát, chiếu soi, coi cái gì thật là mình, tìm cho ra cái thật đó, thì chúng ta mới hết vô minh. Còn nếu chưa tìm ra được cái thật đó, ôm chấp cái thân này, chấp cái tâm suy nghĩ lăng xăng là mình, thì vô minh còn mãi mãi. Mà vô minh mãi mãi thì không bao giờ chúng ta ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Đó là mất tự do. Bây giờ muốn tự do thì chúng ta phải thoát khỏi cái vòng luân hồi đó. Mà muốn thoát khỏi nó phải làm sao? Phải dùng cái minh để mà phá cái vô minh, tức là dùng cái sáng để trừ cái tối gì hết. Bởi vì quý vị nhớ, nếu ban đêm không đèn mà một cái nhà to, có bàn, có ghế đủ thứ hết, rồi chúng ta có bổn phận đi tới đi lui trong cái nhà đó, thì quý vị thấy sao? Lát thì đụng cái này, lát thì dấp cái kia, té ngã liên miên. Là tại sao chúng ta dấp, chúng ta té? Vì không thấy đường, phải không? Không thấy cho nên dễ dấp, dễ té. Bây giờ muốn cho khỏi dấp, khỏi té, khỏi khổ sở nữa, thì chúng ta phải làm sao? Mở cái đèn lên, mà đèn lên cứ thấy rõ đi, không có đụng, không có dấp nữa. Thì như vậy, muốn cho hết khổ trong cái đêm tối, thì chúng ta phải dùng cái đèn. Muốn hết cái khổ trong luân hồi, chúng ta phải dùng cái trí tuệ giác ngộ để mà trừ vô minh. Đó là cái trọng tâm, cái chủ yếu của đạo Phật. Nếu tu theo Phật mà chúng ta không tìm, không thấy được cái lẽ thật đó, thì suốt kiếp chúng ta cũng vẫn trong trầm luân sinh tử, không ra khỏi. Mà nếu mà chúng ta phát được cái sáng, được cái giác, thấy rõ được đúng như thật những cái chung quanh chúng ta, thì khi đó quý vị thấy mình có tự do không? Đối với cái dòng luân hồi mình còn bị nó lôi kéo nữa không? Chắc chắn là không. Mà chúng ta được tự do tự tại, cho nên gọi đó là giải thoát sanh tử. Giải thoát đó là cái quả do chúng ta tu diệt tham sân si, do chúng ta tu thoát khỏi cái vô minh. Như vậy thì muốn được cái quả tự do cùng tột cứu kính, thì chúng ta phải cố gắng dẹp bỏ những cái nhân nó làm cho chúng ta phải mờ mịt u tối, thì chúng ta mới đạt được cái kết quả đó. Bằng không thì chúng ta lẩn quẩn ở trong đêm dài sinh tử. Vì vậy mà đến cái phần này là cái phần tự do tột cùng. Như vậy thì quý vị nghĩ người tu theo Phật là người có chuộng tự do không? Đó là rất chuộng tự do, rất mong muốn tự do. Mà chuộng tự do, mong muốn tự do, đòi ở ai? Đòi ở mình phải chặn đứng những cái nhân làm mất tự do, phải không? Dẹp những cái nhân làm cho mình phải bị lôi kéo đó, mà muốn chặn, muốn trừ những cái nhân đó, đó là tu. Tu theo Phật là như vậy. Quý vị thấy, quý vị biết rõ tu Phật chưa? Vậy đó mà Phật tử của mình ít có chịu thấy lẽ thật đó, cứ thấy lẫn quẩn thầm thân mình đã là không thiệt, mà mình cứ nghĩ, ví dụ nghĩ rằng mình là đẹp, mình là quý, mình là thật sống dai. Nghĩ vậy, nghĩ đẹp, nghĩ quý, nghĩ thật. Cho nên ai nói mình xấu cái thì sao? Nổi giận liền. Ai nói mình tầm thường, không có gì đáng quý thì cũng phiền. Rồi nói, ôi mai mốt chết ở đó mà tính toán cái này cái nọ thì cũng phiền, rủa người ta. Thấy không? Cứ như vậy thì mình cứ vì chấp cái thân rồi thì cứ bao nhiêu cái thứ phiền não nó vây quanh mình. Mà quý vị nghĩ ở thế gian này có ai mà mọi việc được như ý đâu? Bởi vì được cái này nó thiếu cái kia, được cái kia nó thiếu cái nọ, cho nên rồi ai cũng bị chê, ai cũng bị trách,
ai cũng bị người ta khinh, mà có bị chê, bị trách, bị khinh thì có khổ. Rồi ai cũng bị bệnh, ai cũng bị già, rồi ai cũng chết, cho nên ai cũng khổ hết, không có vui. Mà muốn được vui thì phải dẹp thấy cái nhân khổ thì mới được vui. Mà như vậy, Đạo Phật nói khổ không có nghĩa là để mình chịu khổ, nói khổ để mình được vui. Chứ Đạo Phật không có cho mình khổ, mà tại mình không chịu, phải không? Phật chỉ cho mình đi, mình không chịu đi, thì cái khổ đó là chính vì mình, chứ không phải vì Phật phạt hay Phật thưởng gì hết. Đó là cái điều thật. Cho nên chúng ta là Phật tử thì ai cũng khao khát tự do, nhưng mà tự do đó chúng ta phải quay lại mình để mà tìm, để mà chuẩn bị cho nó có đầy đủ. Chứ đừng có đi cầu xin trông cậy ở bên ngoài. Cầu xin trông cậy bên ngoài nó là cái điều chúng ta lệ thuộc, chứ không phải tự do. Phải vậy không? Bây giờ giả sử Phật, Phật nói là ta ban ơn xuống hướng cho các ngươi, rồi chúng ta cứ cầu Phật, ngày nào cũng hướng về Phật để xin Phật cho con được vui, xin Phật cho con hết khổ, thì đó là chúng ta lệ thuộc vào Phật. Là những vị khác cũng vậy. Thì như vậy giờ chúng ta biết khổ vui tất cả đều gốc ở mình, thì giờ mình dẹp cái nhân khổ tạo nhân vui thì đó là tự do, hoàn toàn là tự do, không lệ thuộc vào ai hết. Như vậy mới quả là chúng ta khao khát thèm thuồng được tự do. Còn không thì chúng ta bị lệ thuộc. Bởi vậy cho nên tôi hay nói, nếu người tu nào dù nói là tu Phật mà ngồi thiền cứ trông cho cái gì ở trên đó về giúp cho mình, thì người đó đòi tự do hay là đòi mất tự do? Đó là đòi mất tự do. Bởi vì đã lệ thuộc cái gì ở trên thì làm gì còn tự do nữa. Như vậy là trúng đạo Phật hay là không đúng? Bởi vậy cho nên người tu Phật giờ nói tôi tu thiền của Phật hay là tôi đương chỉ người ta niệm Phật gì gì, mà nếu mà trông vào cái bên ngoài để được hưởng thì đều là không phải đạo Phật chánh tâm rồi. Đó là những người họ đi lệch, đi sai đường. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa này thì quý vị có thể đoán định được cái gì tà, cái gì chánh. Chánh là lẽ thật, tà là cái không có lẽ thật mà bắt chúng ta phải lệ thuộc, phải trông cầu. Đó là cái ý nghĩa tự do chúng tôi nãy giờ đã chỉ cho quý vị thấy. Bây giờ quý vị thích tự do không? Thích không? Nói nhẹ quá. Thích là thích nhẹ nhẹ. Thì đó là chưa thiệt thích hay là sợ chưa dám thích. Bây giờ khẳng định chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta phải tu làm sao cho mình tự do để mình giải thoát mọi đau khổ. Đó là cái chủ yếu, đó là con đường mình phải đi. Ai ai cũng phải can đảm, hứa chắc phải vượt qua. Đó mới thực là Phật tử. Quý vị chịu không? Chịu. Chịu có 3 phần tư, có 1 phần tư thôi. Còn 3 phần tư chưa chịu. Thôi như vậy thì bài giảng của chúng tôi tới đây là hết. Sau đây còn một số ý kiến của Phật tử muốn nhờ chúng tôi giải thích dùm những vấn đề mà đưa lên hỏi ở đây. Có một Phật tử hỏi thế này: bạch hòa thượng, tu đến mức độ nào
thì có thể ấn định được ngày giờ ra đi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, tu đến mức nào thì biết giữ tri thời chí, thì cũng giống tuy hai cái câu hỏi mà một ý thôi. Tôi xin trả lời, tu hỏi tu đến mức nào mà biết được cái thì giờ ra đi của mình, chắc chắn không nghi ngờ. Thì tôi chỉ nói một câu cho quý Phật tử hiểu: tu đến bao giờ mà nội tâm mình làm chủ hoàn toàn, không bị cái gì sai xử hết, thì chừng đó sẽ biết ngày ra đi. Còn nếu bị nó sai xử thì biết không được. Cũng như là cái người không tội thì người ta có thể định à, mai tôi đi đây, mốt tôi đi kia. Còn nếu người còn ở tù thì có định được không? Không được. Như vậy thì chừng nào mà mình không còn bị những cái phiền não nó lôi kéo, tự do tự tại ở nội tâm, thì định được cái ngày ra đi của mình. Thì quý vị ráng tu đi, rồi tới đó sẽ chắc chắn biết. Còn một Phật tử nữa hỏi: kính bạch Hòa Thượng, hôm Chủ Nhật rồi, trong buổi thuyết giảng tại hội trường, Hòa Thượng có đề cập tới thành thức của một người sau khi chết. Vậy kính xin Hòa Thượng giảng trạch cho chúng con biết thành thức của con người do đâu mà có. Thành thức có thay đổi về trí tuệ theo thời gian hay không? Khi ngủ mê thì thành thức còn ở trong thân xác hay đi đâu? Ở đây thì Phật tử này hỏi, căn cứ hôm bữa rồi tôi giảng, tôi trả lời. Thì hỏi rằng thành thức của một người sau khi chết, sau khi chết thì bây giờ làm sao để giảng trạch? Thì bây giờ quý vị nghĩ mình làm sao giảng trạch được cái thành thức của một người sau khi chết? Thì trong nhà Phật chỉ nói thành thức của con người sau khi chết tùy theo nghiệp thiện, nghiệp ác mà họ sanh, chứ không có nói sau khi chết nó thế này, nó thế kia, nó thế nọ, mà do mình còn tạo nghiệp lành hay tạo nghiệp ác thì sau khi chết thành thức theo đó mà đi thọ sanh, tức là nghiệp lành nghiệp ác mà đi thọ sanh. Chứ đã chết rồi ai làm sao mà dám trạch được đó. Bây giờ câu hỏi thứ nhất nữa là thành thức của con người do đâu mà có? Do đâu mà có thì cái câu này hỏi là Phật tử muốn hỏi tới cái chỗ số 1 đó, phải không? Nghĩa là cái số 1, mà cái số 1 trong nhà Phật không có nói, mà Phật nói do nhân duyên mà có, đủ nhân đủ duyên thì có thức, rồi theo nghiệp thọ sanh, chứ không nói số 1 là cái gì, số 2 là cái gì. Bởi vì cái số 1 đó trong nhà Phật không bao giờ nói. Có một cái, có một cái là cái đầu, rồi sau mới sanh lên cái kia. Mà nhà Phật nói tất cả sự hiện diện của con người và tâm thức đều do nhân duyên mà có, nhân duyên mà đi. Thì như vậy câu trả lời của nhà Phật là chỉ nói về nhân duyên, chứ không có nói cái số 1. Câu thứ hai là thành thức có thay đổi về trí tuệ theo thời gian hay không? Thực ra thành thức hỏi có thay đổi theo trí tuệ thời gian hay không thì tôi chỉ nói được là thay đổi trí tuệ ngay trong cuộc sống hiện tại, chứ còn nói về đời sau thì xa quá, ai mà biết. Nói chuyện không biết thì nói chuyện rỗng thôi. Thì bây giờ ngay đời sống này, nếu quý Phật tử cứ cố gắng chuyên cần học
thì chưa cần học những cái môn gì mình chưa cần học thì tự nhiên lần lần cái thức mình nó biết hơn lúc chưa học, phải không? Mà biết hơn lúc chưa học thì lúc chưa học gọi là tối là dốt, bây giờ biết thì gọi là gì? Sáng là có trí tuệ. Như vậy đó là nói về thế gian, nói về đạo cũng vậy. Ngày trước mình chưa từng học đạo, đọc kinh sách Phật không hiểu, bây giờ mình học đạo, mình chăm chỉ học, cần mẫn học, thì mỗi ngày mình đều nghe, đều học những cái lời Phật tổ dạy thì trí tuệ mình càng ngày càng tăng, mình dễ hiểu, dễ biết, thì đó là trí tuệ tăng. Thì như vậy trong đời này mình có thể biết rằng trí tuệ mình nó có tiến hay nó không tiến, thấy rõ nha. Rồi bây giờ tới câu hỏi thứ ba, khi ngủ mê thì thần thức còn ở trong thân xác hay đi đâu? Khi mình ngủ thần thức ở trong thân xác hay đi đâu? Thì cái điều này quý vị chắc cũng thường thấy, khi mình ngủ thì sao? Có khi có mộng, có khi không có mộng. Và khi có mộng thì quý vị thấy mình ở đây hay đi đâu? Có người thấy đi xứ này xứ nọ tùm lum hết, phải không? Thì như vậy ai đi? Nếu ai đi thì mình đâu có nhớ, mình đâu có biết. Mà nếu mình có nhớ có biết thì tức là mình đi, cho nên mình mới biết mình có đi đây đi kia. Còn có khi mình ngủ không mộng thì sao? Thì đâu có đi đâu, ngủ là thức dậy thôi. Ngủ mà không mê không mộng thì đưa ngủ mà em bật đèn sáng đó mình liền biết, ai gõ cửa cho mình liền thấy. Thì đó, nó ở đâu? Ở ngay với mình chứ đâu. Thì như vậy khỏi cần hỏi, cũng biết nó ở đâu rồi. Có một tử này hỏi thế này: kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giảng dạy cho chúng con. Một, khi có thân nhân hấp hối thì người tu thiền phải làm những gì? Câu hỏi thứ hai: và khi người thân nhân đó vừa tắt thở, tắt hơi thở, người tu thiền phải làm gì? Câu hỏi thứ ba: sau khi chôn cất, người tu thiền có phải cúng hết 1-7 hết không? Và nếu phải cúng thì cúng theo cách nào? Cúng ở chùa hay cúng ở nhà? Bà tử này hỏi kỹ, sợ có bà con mất rồi không biết tính sao. Thì tôi xin trả lời đơn giản: khi có thân nhân hấp hối thì người tu thiền phải nên quy tụ những bạn bè và những thầy ở gần của mình, hướng dẫn mình á, tới để trợ lực. Vì vậy trong nhà Phật dạy con người khi sống mình có tạo cái nghiệp gọi là tích lũy nghiệp, tức là mỗi ngày tạo một ít hoặc là thiện hoặc là ác thì gọi đó là tích lũy. Nhưng mà khi gần chết thì có cái nghiệp gọi là cận tử. Cận tử tức là gần ngày chết, gần giờ chết. Cái tử, cận tử nghiệp nó cũng có hiệu nghiệm lắm. Bởi vậy cho nên quý thầy hay khuyên quý Phật tử, khi mà cha mẹ mất thì trong nhà phải lo mọi việc cho thảo thuận, mọi việc phải cho hòa hợp, đừng có cự, đừng có chống đối, sợ cái người chết nổi giận. Dầu cho cái người chết đó họ làm lành, nhưng mà tới giờ phút chót mà nổi giận thì nó cũng là ảnh hưởng cái cận tử nghiệp, rồi có thể đi nơi không tốt. Mà nói vậy đừng có hiểu rằng đi nơi không tốt là đi được ở chỗ không tốt mãi, mà đi nơi không tốt đó trong một thời gian ngắn rồi mới trở lại cái tích lũy nghiệp trước. Cái ác hay là cái thiện trong lúc gần chết nó giúp cho người ta hay nó dẫn người ta tới chỗ lành hay chỗ dữ. Nhưng mà nếu người đó thật là làm lành từ trước thì cái cảnh tử nghiệp nó lại càng làm cho tăng trưởng hơn. Còn nếu người đó là làm ác từ trước thì khi gần mới có cái tâm thiện thì cái cảnh tử nghiệp về lành nó ít, cho nên cũng được đi chỗ lành. Nhưng mà đi tới ít hơn cái rồi
cũng tử, cũng trở lại chỗ cũ. Cho nên có nhiều người đi tới sanh, người ta nghĩ rằng có duyên trong kiếp này mới thọ sanh nơi này nơi nọ. Mà bây giờ nếu có duyên thì thọ sanh phải sống luôn đi, sao có ít hơn thì chết, hoặc là có thời gian ngắn rồi chết. Đó là những người cái cảnh tử nghiệp của họ. Lẽ ra họ không có sanh ở đây, nhưng mà vì lúc đó có cái duyên cớ gì họ lại hướng về ở đây, nên rồi được sanh. Nhưng mà sanh rồi họ không có ở trọ vì cái nghiệp cũ, tức là cái nghiệp tích lũy của họ đó, nó không có hợp, cho nên rồi họ phải đi. Như vậy thì quý vị nhớ, nếu mà người thân của mình có sinh ra rồi mất sớm 3-4 ngày đó, thì mình biết người đó không có cái duyên ở đây, thôi người ta đi, vui vẻ cho người ta đi, đừng có khóc lóc làm chi, người ta phiền, phải không? Đó là cái lẽ thực như vậy. Nếu có duyên người ta ở, thì người ta đâu có đi. Đó là một cái câu hỏi thứ nhất. Và khi người thân nhân vừa tắt thở thì người tu thiền phải làm gì? Đó. Khi mà chưa tắt thở thì tôi dạy phải mời quý thầy hướng dẫn cũng như là quý Phật tử cùng tu tới đó, hoặc là tụng kinh Bát Nhã, hoặc là nói những cái lời đạo lý cho người ấy nhớ, để cái cảnh tử nghiệp được tốt hơn, để ra đi tốt. Đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai, khi tắt thở rồi thì phải làm gì? Thì tắt thở rồi thì xin mời đi chôn. Chứ làm gì nữa giờ? Chết rồi hỏi làm gì nữa? Rồi câu hỏi thứ ba, sau khi chôn cất, người tu thiền có phải cúng một tháng người ta ế tháng thứ bảy không? Thì ở trong nhà Phật không phải tu thiền hay tu tịnh độ có khác, khác nhau là trên phương tiện tu, chứ còn cái này thì nó không có khác. Bởi vì trong nhà Phật có nói cái người chết, nếu ai là cái người đủ duyên lành thì liền sanh quả lành, không có chờ đợi. Người đủ duyên ác thì liền rơi vào quả dữ, cũng không chờ đợi. Chỉ có những người sẽ tái sinh lên làm người thì những người đó chờ đợi cái duyên cha mẹ. Nếu mà chưa gặp duyên thì họ chờ đợi từ 7 ngày cho đến 49 ngày, ngang đó là thanh trung ấm, không có còn giữ được nữa, cho nên nó hoại. Vì vậy mà trong thời gian đó chúng ta đề phòng, tụng kinh cầu siêu 7 thất là đề phòng thôi, chứ không phải là cố định. Đề phòng e rằng thân nhân mình chưa có sanh liền ở chỗ nào đó, cho nên mình giờ sợ cái thần thức trong những cái thân trung ấm, trong những cái ngày đó cứ 7 ngày thì nó bị chuyển một lần, cho nên lúc đó hơi khổ đau lắm. Cho nên mình tụng kinh cầu nguyện cho người đó, nếu còn ở lại để nghe kinh nhớ, để mà không có bị khổ đau khi cái thân nó chuyển. Rồi tới 49 ngày thì biết là phải đi rồi, phải khỏi cầu nữa. Mà cầu bằng cách yêu cầu Phật tử đem tên vô chùa, quý thầy sau khi sám hối tụng kinh, quý thầy nguyện cho, chứ đừng có rước về nhà. Rước về nhà mấy thầy không còn thì giờ tu. Nếu là 1.000 Phật tử thì nay cái chỗ này rước, mốt cái chỗ kia rước, thì riết là thầy lo đi cúng không, chứ thầy không tu gì nữa hết, phải không? Đó là cái điều không tốt. Vì vậy mà yêu cầu đem tên vô, rồi tối với thầy tụng kinh cầu nguyện luôn, thì như vậy là tốt hơn, tiết kiệm thì giờ cho biết thầy tu. Đó là câu hỏi của Phật tử thầy xong. Còn Phật tử này hỏi: chúng sanh trong 6 đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên. Nhân, súc sanh, thật là sự hiện hữu, một cách vật lý, ai cũng thấy rõ. Còn 4 loại còn lại, có thật sự hiện hữu trong cõi vật lý hay không? Vật lý hay hiện hữu trong tâm tưởng của con người? Chính tại sự mơ hồ
này mà loài người luôn nơm nớp lo sợ thế giới vô hình của loài ma quỷ mà sinh ra nương tựa vào thế lực phép màu của Phật. Để kính xin Hòa Thượng vui lòng dịch rõ chỗ mơ hồ này thì Phật tử sẽ thấy rõ, vân vân. Thì Phật tử này hỏi về lục đạo luân hồi, mà lục đạo thì cái cõi nhân và súc sanh là rất là dễ hiểu. Ai cũng thấy người, ai cũng thấy trâu bò heo chó. Nhưng mà ngạ quỷ, rồi Atula và chư thiên thì không có ai biết, ai thấy. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula và chư thiên thì không ai biết, không ai thấy. Thì như vậy, bởi không thấy cho nên mới sợ có cái thế giới vô hình, phải nương tựa cầu xin phép màu. Bây giờ nếu biết rồi thì hết xin phép màu nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có ai thấy quỷ không? Chưa thấy. Mà có sợ không? Không thấy mà sợ, đó là có cái tinh thần khoa học chưa? Như vậy thì chúng ta phải xác nhận rõ ràng. Bởi vì trong nhà Phật nói cái nhân làm 10 điều ác đọa địa ngục, còn cái nhân làm những cái điều xấu xa, thí dụ 10 điều ác mà 8 điều ác thì sanh làm ngạ quỷ. Còn nếu có 10 điều ác mà chừng 4-5 điều ác thì làm súc sanh, đó là đứng về thập thiện, thập ác mà giảm trạch. Còn ngược lại, nếu mà làm được trong 10 điều thiện mà làm được 5 điều thiện là cái nhân cõi người, mà trọn 10 điều thiện là nhân Atula. Còn làm chừng 7-8 điều thiện, tuy làm thiện thì làm thiện mà chưa có nở bỏ cái nóng giận thì được làm Atula. Bởi vậy cho nên Atula sân lắm. Tuy là sân có phước hơn là người, nhưng mà sân nhiều lắm. Thì cũng như có Phật tử thấy ai khổ là giúp, thấy ai nghèo thì giúp, nhưng mà nó động tới thì nỗi sân đùng đùng, phải không? Đó, trong nhà Phật nó coi chừng đọa làm Atula là vậy đó. Mà lành thì có lành, mà nóng giận chưa chịu bỏ. Thì như vậy, trong cái cõi trời Atula, ngạ quỷ súc sanh thì Phật tử này nói về cái thế giới vật lý này thì không ai biết, không ai thấy. Như vậy thì phải nói rõ là có hay không. Thì quý vị nghĩ cái thế gian của mình có địa ngục không, có ngạ quỷ không, rồi có Atula không? Giới kinh Phật dạy thế gian này gọi cái từ chữ Hán rằng ngũ thú tạp cư địa, tức là cái chỗ mà năm loài lẫn nhau ở: loài người, loài Atula, loài ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh chung ở, gọi là ngũ thú tạp cư. Nhưng mà như vậy thì lấy đâu chứng minh được có ngạ quỷ, có địa ngục, là có Atula? Làm sao mình chứng minh được cái điều đó? Bởi vì lâu nay chúng ta cứ quan niệm địa ngục á là tuốt ở dưới đất. Phải chữ địa nghĩa là đất, tức là tuốt dưới đất là có một cái cung điện. Trong cung điện đó thì có vua Diêm La rồi trị phạt rồi đủ thứ hết. Cho nên nó địa ngục là ở dưới đất. Nhưng bây giờ khoa học đã cho mình biết là dưới đất mình là cái gì? Là chỉ là giữa lòng đó là lửa đó. Rồi chung quanh vỏ là đất, là đá vân vân. Không có chỗ nào nói là chỗ cung của vua
Diêm La hết. Thì như vậy làm sao mình biết có địa ngục? Nếu hiểu như vậy thì tự nhiên là sẽ không hợp đạo lý rồi. Chữ địa ngục trong nhà Phật á, chữ địa là chỗ, chữ nhiên mình nói địa phương đó, tức là cái chỗ, cái vùng. Ngục á, nghĩa là hành phạt. Cái nơi nào hành phạt người ta thì gọi đó là địa ngục.